Phong kính thưa quý vị và các anh chị, nhìn chiếc ly thì trên chất cao như núi, luôn tượng trưng cho công cha, dòng hồ sắc băng đỏ thắm phun trào lai láng, luôn tượng trưng cho nghĩa mẹ. Thật vậy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng con xin thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời. Chỉ tháng cứ may, và cho dù thời gian có làm phai mờ đi, nhìn đó hoa hồng cài trên ngực áo, với tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mà những người con được lớn lên từ trong vòng tay yêu thương của cha, từ trong lời ru ngọt ngào của mẹ, sẽ không bao giờ phai mờ theo tháng năm. Và sau đây chúng tôi xin mời đôi người chúng ta cùng dâng rượu cho mẹ và bác của chúng mình. Vâng, xin mời đại vương dâng rượu cho mẹ và bác của chú rể. Vâng, rất là đẹp. Xin mời đại vương dâng rượu cho bố và chị của cô dâu. Quay quay chi tiết mà. Quay chi tiết mà. Và kính thưa quý vị, hôm nay xuân họp tốt mai, tình trong một khắc nghỉ dài trăm năm. Hôm nay xuân họp đã về đây, mình cùng với nhau ly rượu đầy. Vợ chồng sẽ chúc nhau tình viên mãn và hai nhà sẽ đồng thắm nghĩa xuân gia. Xin mời hai gia đình xích lại gần nhau, chúng ta cùng ly cái tình xuân gia nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng răng ly, chúng ta hôn vai cho quý vị. 1, 2, 3. Vâng, xin cảm ơn hai gia đình. Và chúng tôi xin mời hai gia đình tiến lại gần nhau một lần nữa đi ạ. Đứng đối diện lại với nhau đi ạ. Và chúng tôi xin mời hai gia đình chúng ta cùng bắt tay nhau ạ. Và chân đây ban tổ chức chúng tôi xin được mạng phép thay mời quý vị hoàn khách. Xin chúc tình xuân gia của hai gia đình sẽ đời đời bền vững. Xin cảm ơn. Xin mời hai gia đình tiến về vị trí an toàn. Và kính thưa quý vị, ly này quý đã kính cha, ly kia linh cũng đã kính mẹ, còn lại viên đôi ta, đó là chuyện tình và giây phút ý nghĩa nhất, đẹp nhất sẽ đến với